Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, khi quý vị là doanh nghiệp, người làm ăn, buôn bán lớn, thì việc ký kết hợp đồng rất quan trọng. Thời khắc ký kết được vượng hay cát phụ thuộc rất nhiều vào ngày giờ tốt hay xấu đối với bản mệnh của quý vị. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày ký hợp đồng tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Tầm quan trọng của việc xem ngày ký kết hợp đồng. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ ký kết hợp đồng trong tháng 11 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất ký hợp đồng trong tháng 11. 4. Tuổi nào dùng được những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác ký hợp đồng được thuận lợi và may mắn. Nội dung thứ nhất chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là về tầm quan trọng của việc xem ngày ký kết hợp đồng. Thưa quý vị, chỉ những ai làm ăn kinh doanh mới hiểu được hết tầm quan trọng của việc ký kết hợp đồng. Để các bên hợp tác với nhau gặp nhiều thuận lợi và may mắn thì việc xem ngày ký hợp đồng rất quan trọng. Nó sẽ là tiền đề cho sự phát triển lâu dài sau này. Nếu chọn được ngày đẹp, giờ tốt thì việc ký hợp đồng sẽ trở nên nhanh chóng, thuận lợi, đồng thời cũng giúp công việc làm ăn giữa hai bên tốt hơn. Vậy làm thế nào để lựa chọn được ngày giờ tốt nhất phù hợp với bản mệnh của gia chủ? Xin mời quý vị cùng theo dõi các phần tiếp theo. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày ký hợp đồng. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Liêu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ký hợp đồng trong tháng 11. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày ký hợp đồng phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ký hợp đồng, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, đại hao, trực bình, trực thâu, tiểu hao, tứ hao, kiếp sát, tài sát, nguyệt sát, tứ cùng, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sứ, đại thời, tứ phê, ngũ mộ, cửu không và ngũ ly. 2. Ngày hợp ký hợp đồng, ngày tốt ký hợp đồng bao gồm những ngày thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên nguyệt, ngày dân, ngày phú, trực mãn, tam hợp, lục hợp, ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các hung của từng ngày, tìm ra được ngày tốt nhất ký hợp đồng trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Tháng 11 năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, tháng Thiếu có 29 ngày, ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày Thụ Tử là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày Dương Công Kỵ là ngày 21 là ngày Tân Sửu. 4. Là ngày Tam Nương, bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc.
Năm là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. Sáu là ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11 ngày Nguyệt Yểm là ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. Bảy là ngày Trực Bình, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. Tám là ngày Trực Thu, là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. Chín là ngày Thiên Địa Chuyển Sát, là ngày Nhâm Tý, Mến Tý, hai ngày này là tháng 11 âm lịch không có. 10 là ngày Tiểu Hao, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 11 ngày Tứ Hao là ngày Tân Dậu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 12 ngày Kiếp Sát là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 13 là ngày Tai Sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 14 là ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 15 là ngày Tứ Cùng, là ngày Quý Hợi, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 16 ngày Nguyệt Hại là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 17 là ngày Thiên Sứ là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 18 là ngày Đại Thời là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 19 là ngày Tứ Phế là ngày Quý Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 20 là Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. 21 ngày Cửu Không là ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 22 ngày Ngũ Ly bao gồm 26 Bính Ngọ, 18 Mậu Tuất và mùng 9 Kỷ Sửu. 23 là ngày Đại Hao là ngày Thìn, bao gồm 12 Nhâm Thìn và 24 Giáp Thìn. 24 là ngày Nguyệt Phá là ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ, 26 Bính Ngọ. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc ký hợp đồng cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. Ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân là ngày tốt. Xét thêm yếu tố khác để cân nhắc ngày Nguyệt Đức là những ngày Nhâm, bao gồm có mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Tai Sát không nên dùng, ngày 12 Nhâm Thìn là ngày tốt, ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ không dùng được. Ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm các ngày mùng 7 Đinh Hợi và ngày nhiều cát tinh, 17 Đinh Dậu trùng với ngày Đại Hao và Nguyệt Hại nên không dùng, 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương nên thực hiện công việc. 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương nên không thực hiện công việc gì. Ngày Thiên Nguyện là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. Ngày Dân Nhật là những ngày Mão, bao gồm 17 Đinh Mão, 29 Kỷ Mão. Các ngày này trùng với ngày Thụ Tử nên không dùng được. Ngày Phố là những ngày Tỵ, bao gồm ngày mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ trùng với ngày Tam Nương nên không xét đến. Ngày 25 Ất Tỵ trùng với ngày Kiếp Sát nên không thực hiện việc ký kết hợp đồng vào ngày này. Ngày Trực Mãn là những ngày Dần, bao gồm mùng 10 Canh Dần, ngày 22 Nhâm Dần, hai ngày này trùng với Sát Chủ nên không dùng được. Ngày Tam Hợp là các ngày Thìn, Thân, bao gồm ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Ngũ Mộ nên không dùng. 24 Giáp Thìn là ngày Cát, mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mậu Thân trùng với ngày Thiên Đức Hợp nên rất cát. Ngày Lục Hợp là các ngày Sửu, bao gồm mùng 9 Kỷ Sửu trùng với ngày Ngũ Ly không nên dùng. 21 Tân Sửu là ngày đẹp, nhiều cát tinh. Ngày Ngũ Hợi là các ngày Đinh, bao gồm các ngày mùng 7 Đinh Hợi, ngày này nhiều cát tinh, 17 Đinh Dậu trùng với ngày Đại Hao và ngày Nguyệt Hại nên không dùng, 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương không thực hiện công việc gì. Như vậy chúng ta đã dựa vào 36 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn được ngày tốt ký hợp đồng trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc ký kết hợp đồng đó là những ngày tốt sau. 1. Ngày mùng 4 Giáp Thân, kỵ những ngày tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên cao là Kỷ. 2. Ngày 16 Bính Thân, kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên cao là Tân. 3. Ngày 28 Mậu Thân, kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên cao là Quý. 4. Ngày 12 Nhâm Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, tốt cho người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên cao là Đinh. 5. Ngày mùng 7 Đinh Hợi, kỵ những người tuổi Tỵ, tốt cho người tuổi Mão, Mùi, Dần và những người có thiên cao là Nhâm. 6. Là ngày 21 Tân Sửu, kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho những người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên cao là Bính. 7. Ngày 24 Giáp Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, tốt cho người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên cao là Kỷ.
Đó là những ngày cát lành ký hợp đồng trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày tốt, phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình được những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.